Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Anh em đến với kênh Soka Vlog anh em. Thì hôm nay Soka lại tiếp tục cùng tem và Vinh của mình rồi mà tính vào vlog này anh em, nó khùng cái gì đó. Người đi qua giao lưu với bạn Tính ở Sóc Trăng. Kênh của Tính là 63 Sóc Trăng anh em, với bạn Trung. Bạn Trung Cô Nhí TV. Với mấy anh em mình Sóc Trăng này anh em, bạn Tài thử. Hai bạn nhỏ. Này là anh ba của mình, còn cô B ở bên kia. Thì hiện tại mấy anh em mình đang đi đường lớn anh em, chút nữa mới dài vô mới mình mới bắn cá thò lòi nữa nè. Thì mới dựng ở đây, tập hợp lại đây thì Trung dứt dựng con này nè. Quay cho anh em coi. Trung Cô Nhí TV nha anh em. Trung đang lội dưới quần ghim. Thì anh em mình đi bắn kiếm cá thò lò, kiếm cu như một ít chim người. Rồi mới đi nấu nướng. Ở đâu? Trung ổn không Trung? Bên kia gửi giò em ơi. Trung rất là nhiệt tình các bạn. Trung có kênh là Trung Cô Nhí TV các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ Trung nha. Trung Cô Nhí Vlog. Này tính già nó bị BD các bạn. Này là Tính các bạn. Này Sóc Bay Sóc Trăng các bạn. Giờ mấy anh em mình đang đi dài dài đi xuống dưới bãi thò lòi kiếm cái này. Xem Trung báo rồi qua ủng hộ tao báo nha. Hôm nay đi gồm có 11 người các bạn. Vợ chồng cô B nhé. Giờ mấy em đi tiếp. Cháu mà nó bắn con cu nè anh em. Trúng. Trúng mày điện luôn. Biết gì vậy? Mẹ cái mương có cái thò lòi không? Qua cho mình kiếm đi. Đợi được hổm giá đi ngày rồi. Ủa mày quá anh ơi. Ủa tôi sao vô được? Cửa lại. Ê còn nữa. Ngay cổ ai. Ủa mày sao vô rè tay ơi. Một người thôi anh em ơi. Một người thôi. Trung ơi từ từ đi Trung ơi. Kìa mày nhóc trên kìa. Ôi còn miếng bay luôn kìa. Nè coi cái cột điện nè. Một cột một con luôn á. Xa quá mày bắt được tới. Kìa anh cột một con luôn kìa anh. Còn con luôn kìa. Còn con dưới đất nữa kìa. Không được nữa. Xa lắm. Trời. Ô một bầy luôn. Con cáo. Còn con luôn trời. Đậu con. Còn con bao nhiêu đứa vậy? Ui con. Con cáo anh ơi. Con cáo. Hai gãy cổ liền trời. Trời con dưới trời. Con bạc má rồi. Ừ bạc má rồi. Con bạc má rồi. Con này bự, bạc má. Bạc má. Ừ. Trời ơi, cộng cộng nó đứng ở trong kìa. Nó sắp lớp. Cộng cộng màu đen, bạc má màu trắng. Cái đó nó sắp lớp. Trời bạc má nè, bạc má bự. Ê, máu, máu. Ôi. Má gãy cổ, gãy đầu luôn, xiên táo. Hát đó. Sáng không chờ dữ. Ơi, đỉnh như vậy. Được rồi anh em ơi, đi tiếp. Được không, Tấn?
được không? Được không em? Cái chừng nó đâm em á. Đạp vô cái hàng rào cho Tuấn. Tuấn nó leo tội nghiệp anh em. Cái chừng gây này nè Tuấn ơi. Em đạp. Em vịn cái. Vịn dài em mới được. Ừ đúng rồi. Rồi bóng bóng qua đây. Bóng này nè. Cẩn thận nha. Rồi, an toàn. Rồi. Phá đỉnh anh em ơi. Con này nửa ký rồi. Có cả trời. Không còn con luôn trời. Ừ. Tính làm gì? Rồi tiếp tục anh em. Thôi lỗi anh em. Một con nè. Một con nè. Thôi lỗi bự nè. Ây vô đã vậy. Nè tôi đỉnh chứ trời. Trời ơi được rồi. Thôi lỗi bự luôn chung ơi. Trời ơi đâu ra gì trời ơi. Biết gì trời. Đẩy anh mà. Tôi đừng con nghe anh em. Từ con thò lòi rồi đó. Em ghi á. Còn hai con. Bắt đầu. Thái, bắt con thái. Ê, nhẹ nhẹ chung. Chết. 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 Nhảy xuống liền em, nhảy liền em, dừng tỉnh em. Nhảy liền em, nhảy liền em. Còn con nhỏ nữa, con nhỏ bỏ đi. Nó tỉnh, tỉnh giờ đó. Chụp lên em ơi. Chụp lên, chụp liền. Hàng khủng đó, hàng khủng. Trước. Sướng như trời. Ôi, sướng ôi. Đúng con này mới đã nè. Trời đã kìa. Dài. Con này hả? Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời. Kìa lại, này con này. Nghe mắng nè. Từ từ. Con gì? Đây con, đây con. Chết rồi. Con này mắng chết rồi. Đây nè. Đang con nè. Đây nè. Đang con nè. Lụm anh em. Ai ai xung phong đi. Xung phong đi. Xung phong đi. Chứ để hồi nó mất á Trung ơi. Thằng này cạn mà. Con bự kìa. Rồi. Theo nó. Từ thôi. Cầu bẩn kìa. Ủa con này đâu ta? Ơ trời uổng như trời. Nó chìm. Trời vô mẹ. Đâu rồi chúng? Sao chẳng quần anh em? Trời ơi ướt tay chưa chúng? Thấy luôn. Luôn hả? Trời trời. Ba bốn con luôn em. Lên đi chúng. Trời ơi chúng ơi, xình không. Để con qua đây. Trời ơi. Vậy má anh biết đó, em không có buồn không? Ừ. Đây xin rồi. Xin vô, nhẹ tay thôi, đừng có qua mạnh. Xin vô trong này nữa. Buông cái đá ra đi. Đây. Anh cứ mò, mình thử mò cá đi. Để. Rồi. Em một cá rồi. Cá bự anh em. Bỏ cho con cá này bự dưới trời lắm. Anh bắn trúng một viên mà không chết vậy. Trời. Hổng con kia chung xiên ngay đầu mà còn dãy vô hang chui xuống lúc dưới nữa kìa. Em mò em gió đi. Con này nó hồi nổi đầu bây giờ nè. Buông cái nói ra trời. Em mò cần vô. Tài á, Tài, kịp chiếu đâu Tài. Tài đâu rồi? Cá nó mất rồi anh em. Nó lận lận em ơi. Rồi, đi kiếm tiếp em ơi. Nè Di bắn 6 nè. Đâu gà đậu nó hai con trời. Trên 6 lên. Em dọn gà ngu không? Trời ơi Trung ơi. Thôi là báo nữa rồi. Miễn con sáu nè.
Rồi lỡ xuống cái đại đi. Sao hả? Sâu đó. Trời ơi Trung ơi. Ai mặc quần ngắn không? Chứ để Trung lộ gì sót quá. Con này ai bắn vậy? Hai người bắn luôn. Không, nãy Trung bắn quá. Thằng Trung bắn cái gì ạ? Ờ Trung bắn. Rồi tiếp tục. Múc cái đầu. Bắn ít là khó bắn nhất luôn chứ. Cái gì vậy Tứng? Em đuổi em bắn đi Tứng. Trời ơi đụng không hiện không thấy viên đạn đâu luôn em ơi, nó bay từ lưa chứ. Con hai vô trong rồi ai dám bắn? Quỷ. Ai dám bắn? Để cho nó bắn đi. Vô trong này. Ây da. Cái ớt nó móc lại nè, ý là nó kêu bẻ mấy chớt đi hồi nướng á. Nó đó. Không tốt anh em, chăm cốc luôn không tốt nha. Nhưng mà đang ngoài đường mà. Xin nè. Chú cũng xin nha. Ừ, lấy cái con. Rồi, đỉnh như trời. Thấy gì? Thấy không? Cái đặt tôi thì cho không lấy, thấy ông xin gần gần tôi ăn cắp. Đợi gì đấy. Đừng nói này nè, hồi nướng sinh tồn nghe nè. Rồi. Anh ba tội nghiệp chứ trời mới vô sạc lủng bánh xe rồi. Lại là miệng con B nữa, số nó phán nữa. Nó kêu anh ba thay vỏ đi. Thiệt, B sáng nói rõ ràng, nói anh ba thay vỏ đi. Bỏ đâu? Ớt này hơi cay. Trời ơi trời. Ủa, con đó là con bánh ít mà. Ủa con bắt má đâu? Nó bên đây nó bay vậy nè. Ủa gì hả? Lặn đây hả? Dạ. Ủa con này bánh ít. Chỗ này mình không có chỗ núp nên mình đâu ăn được con này. Kìa vô trong nhóc chổng kìa. Nó vô trong mương đó. Ngồi nhóc đây nè, đơn con. Chết. Để kết thúc nó đừng thôi nó chạy. Chết một con anh em, nó kêu nghe mà lụm mẹ rồi được không? Lên đi đường kia. Được mà hơi lúng thôi, để hồi rửa lần kia rửa nghe mới lòi lụm anh em. Đội chúng ta cần những người hy sinh như vậy. Hy sinh vì nghệ thuật anh em. Rồi lòi cho má đi chưa. Chết bồ luôn rồi. Trời ơi trời. Chết đem luôn rồi trời. Ủa đây con nè. Em mới bắn chết rồi đó, ba viên rồi. Ê, nhỏ chúng văn xình lên nhỏ. Đây nè, sau lưng em nè. Đây nè em. Phải. Ờ, đi thẳng lên. Đây nè, trong cây nước nè. Đây, sau lưng em. Ve lại. Đó, thấy chưa. Ba viên rồi đó. Hai con. Quanh kia luôn, lên kia quanh. Ủa trời. Rửa em. Quá. Nhỏ như vậy. Cần những người hy sinh như vậy. Em sao mà qua bên kia được á. Con này ngang con nãy á. Cái đầu hướng nè. Anh
nghiệp nhỏ không? Đi đường đó kìa. Đỉnh dữ trời. Qua bên cái cầu qua bên đó nữa kìa. Kéo nó lên rồi. Phải coi chân dái luôn trời. Cái đó con. Cái nhỏ không nè. Giờ xuống đúng rồi. Em là chết mồ rồi. Kiểu này xong rồi. Con mua wow. Cái gì nó càng đi thấy nó càng lún xuống trời. Tắm em... bùn miễn phí. Bên kia không lún mà lại lún quá. Đạp lên đó đây. Đó lún. Kìa quan kìa quan. Nè bên đây đẹp nè, bên đây đẹp nè. Lấy dép cho ăn nhóc đi. À, đỉnh như về nghe nhiệt tình như trời. Báo nhỏ. Rồi tiếp anh em ơi. Hiện tại bên Sầu Ca cũng có bán các mặt hàng thun bi và ná nha anh em. Đây, đây là mặt các mặt hàng bên Sầu Ca bán anh em, hết bi nè anh em. Đó. Đây là hết bi nha anh em. Còn ná thì có ná cột. Ná kẹp. Đó, rồi ná bắn cát nữa nè. Đây, các mẫu ná bên Sầu Ca có sẵn luôn nha anh em. Và Sầu Ca có bán thun nha anh em. Thùng cột sẵn như thế này thì 10 bộ là Sầu Ca sẽ bao ship nha nè. Đây, thùng công 0.65 nè nè. Rồi khung thùng full 0.55 nè nè. Rồi Sầu Ca có bán bi nữa nè nè. Mỗi bịch gì là 1kg nha nè. Rồi có thêm ốc titan các kiểu luôn, rồi da xịn nữa nè nè. Đó thì mỗi ngày Sầu Ca sẽ đóng hàng cho anh em ở gần xa, chốt đơn qua Zalo nè nè. Sáu chục mét em còn mịt mờ mà còn hai viên đạn à, hai viên đạn cho anh viên đạn bi tám ai có bi không đây đây cũng hết đạn chết mẹ bi bảy sao bắn trời mặt má bi bảy lạng lắm. Ở trời lên đọt không? Em phun muốn mày. Lên đọt không ạ? Không làm được. Cái tới má đâu rồi? Ba nữa. Sáng như trời. Cái đảo Nguyễn luôn nè. Trời ơi sao kỳ chúng? Không biết. Không được Trung ơi. Có ai bị tám trời? Anh cầm. Cầm giùm em chỉ lấy bi tám. Không có bi tám anh em. Hết bi rồi. Trung chạy lấy ai bi bảy bắn đi nè. Bắn cái chào anh em. Con này đâu con này bự lắm. Đây nè anh em. Cho anh em coi nè. Đây nè anh em. Đó. Con này khoảng ký rưỡi vậy. Anh em thấy chưa? Giờ đợi anh Trung. Đi hết bi trời. Đây con này, đây con này anh em. Hai con anh Trung ơi. Đây nè, đúng rồi. Ôi trời quá trời. Đây nè, Trung con nhí nha anh em, Trung con nhí với thóc. Đây, đứng khỏi. Đây nè anh em, lụm cái ít sáo lên. Anh sợ bắn ngoài là nó bay. Là con kia bay luôn. Bởi vì không có con gần hơn nè, nhưng mà anh bắn này nè. Anh bắn này là con còn là nó bay luôn đó. Rớt con nè. Rớt con nè. Rớt hợp không? Ừ. Kêu tôi đừng la. Đừng có la.
Rớt nè. Rớt rồi anh em ơi. Trời ơi. Con này là chung, con này là chung. Con này chết rồi. 1.7 luôn. Bây giờ cái đường qua chung ơi. Mày bơi bự luôn anh ơi. Rộng lắm. Anh sợ ông nghệ thôi. Đừng nào chung ơi. Rồi vậy. Rồi chạy thêm một con ấy. Thì đó cái con nãy là anh nói rồi. Từ từ chung ơi, còn nữa chung ơi. Còn nữa. Nhưng mà con này anh hạ nó rồi. Con tôi hú quay nữa. Con này anh bắn ngay cổ rồi. Con này chết rồi. Im nó kìa. Mình bỏ dép đi không? Hả? Bỏ dép đi. Con này anh bắn té rồi, ngay cổ rồi. Em thấy động nước chưa? Anh thấy động nước chưa? Đâu rồi, té đâu rồi? Té một lùm á. Té một lùm. Nay đậu đâu? Cây này nè. Cây đó, cây trước mặt rồi đó. Nó lọt không năng cái gì rồi. Nó dĩ ướt nước chừng đó. Chưa coi cái. Này cái đó phải không? Chắc không? Nó té kìa lặn kìa. Ê, gạt nước nước má. Lặn ơi, phụ tức. Con này ử lắm tức. Cái con này sâu quá nè em ơi. Thì rút ra ra. Bạc má. Tức lại là tức, dòng kia tức. Càng đi tức. Lại lên. Rút lòng bên đó nó tức. Con này nửa ký tức ơi, bự hơn hồi nãy. Không. Kế bên nè, 5 mét ra. Kế tức, mà đẹp đó. Không được. Con này khôn lắm, con này bị gãy cánh này. Em chọn bên kia được không tấn? Rồi, chạy bánh rồi, Trung ơi, Trung. Em gọi đá được không? Rồi chạy đi, chạy vòng bánh đi. Vòng bên kia luôn, vòng bên kia luôn Trung. Ừ, vòng bánh đi, anh coi chưa? Ừ. Càng vô. Ê nè. Lên Trung ơi. Lẹ lên. Đừng cho nó bay. Đúng rồi Trung ơi. Hay lắm Trung ơi. Trung đỉnh rồi anh em. Ê trời ơi. Rồi đi ngay. Đỉnh. Đừng còn nữa anh em. Hối hợp anh em ơi. Tụi nó không có bi luôn. Đứng ngoài kia bắn hai con mà con này sầu ca ăn trước. Rồi được anh em ơi. Để làm dép cho anh em nè. Mình thở dép vô mình này ra trước. Rồi đi ra đi anh à, anh em dép anh cho. Đi ra đằng này, được không? Dép của em nữa. Ừ. Rồi. Bắt má. Má, hai con mà sợ này bay bắn kia trước tham. Ở nhà quay qua dứt con này gớt. Nào đúng rồi, cái này phải mang dép mới được. Nè. Sâu. Thôi kìa. Bắn nước không. Ừ, phải vậy chứ. Cái công kỹ mình bắn mà mình đuổi vô lùm luôn á. Ừ. Em bắn gì? Sâu. Không kêu lấy V8 vô làm gì một góc. Phải V8 thì được, V7 sao bắn? V7 bắn lên trời cơ mà. Thôi mình không đi vòng qua bên kia đi. Rồi đi ra tiếp em ơi. Còn lắm thì tới đâu mà sợ vô. Quẹt đầu gì nữa sao? Ừ, quẹt đầu nó té xuống. Nè đuôn lắm
Trời ơi, cái con này mà nó mà bay cho thêm viên nó có thể ăn á. Em đưa B7 anh đẩy lên đầu không mà. Nó bay lên đầu không mà. Cười cũng xỉu luôn. Tiếp tiếp tiếp. Con này mập chứ. Trùng hay thứ trời. Nó vừa qua tới á, nó vừa bay lên bụi gầm luôn. Ui là trời, quá trời bụi luôn à. Anh biết nó xuống anh lặn. Tại nhìn cái té đó là nó không chết liền đâu. Mình còn nghĩ chúng cổ phải không? Dạ đúng rồi. Mà xuống dưới thấy mấy mất tiêu nước không à. Thấy nước nhúc nhích nhích. Cổ kìa, coi nó có quậy nước không? Ừ, anh nhìn cái cổ nước không à, thấy nước nhóc trơn, nó đòi lặn rồi. Ôi, có con gà anh em ơi. Trời ơi, mình mấy còn gì nữa đâu. Nhưng mà được cái là hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Chút xíu được hai con rồi. Ai? Má đỉnh nữa rồi. Con sức má. Cái gì vậy chung? Đưa con chim cho. Rồi ra đây nè. Nó cắn á, rồi chảy máu rồi. Cầm sao nó lặn ta? Cầm sao nó lặn? Rồi, anh đưa rồi. Cái đó. Không phải bằng nó đâu. Mà nó nửa ký vậy. Dữ trời. Trời hai con mà tham. Tham bắn con kia, sợ bắn con này bay lần kia nó bay, tham bắn hết bi cái kêu này lấy 17. Coi một cái mỏ giùm cái. Em gõ luôn đi. Cần chiều rồi gõ luôn đi. Anh ba đâu? Anh ba, cậu ba đang trời ơi, mấy anh em tôi nè, thấy không, mấy đâu không? Mình mấy còn gì nữa đâu. Ừ, gõ đi. Hai anh em mình qua không kịp, lại lên đó là trùng hay thiệt, trùng đỉnh thiệt anh em. Trùng đỉnh thiệt. Phải vậy đó, một thằng canh bên đây. Vừa thấy đường là vừa chỉ đồng đội thấy chưa? Phải vừa chạy. Vừa qua là vừa bùa. Gì vậy, em cắn cái gì vậy? Dạ, bị cắn. Rồi, tiếp anh em à. Nãy gì nè. Em ngắm. Ừ. Rồi tiếp. Vô mồi. Cộng chân đề cái đó. Lụm gai. Trời ơi, ở dưới. Thì đó, đạn xuống rồi đó. Rớt. Giống như điện nữa. Giống như điện. Nó lệch có 1cm nè. Đó, giống như điện thôi. Ờ, tao lụm rồi. Đâu rồi? Bay lúc này sao? Kìa cái mé kìa, đọt mé kìa, chạy lại bụi tre nhìn thấy đó. Mệt mỏi hồi quá. Đây kìa kìa. Đây chung này không? Ngoài ra này mà. Mọc lường rồi. Mọc lại mà. Viên này nó rớt chắc rồi. Má ơi, nó sau lưng tôi nó bắn phạch phạch trời. Trời ơi, là trai. Có đi hai bên đây nè. Trời ơi, trời nó bắn. Trời nó bắn. Trời bắn lỗ tai tôi trời. Như Tư nè. Em đừng ngóc đầu lên nghe tới tính. Chết, trúng rồi đã, bị thương. Rồi té chưa? Không té à, trúng đùi. Bay luôn rồi. Hơn bài trời. Gớt. Chạy vô trước mất. Thẳng vô em. Bắn gì bên phải. Đó cho này nè. Cho này nè. Không có chiếc nào không? Mà cái cọng nào nãy bắn cọng nào ta? Cọng ngoài à. Ok. Bươi ra. Ơi. Ngày táo. Ngày táo em nói em bỏ lên đầu mà. À, quán cù giang hồ trời. Bắn dây ra đòi trắng xanh luôn. Dạ, lên vô bắn.
quá ngọt, quá đẹp. Rồi xong luôn. Bỏ luôn. Không, nghe thằng nhóc vô rồi. Chỗ này nè. Thấy nó không? Clip này luôn. Nhạc tôi quýnh hình hình xem. Vậy sao đâu? Nói chuyện lớn lớn hơn. Ở trong cái chỗ này nè. Sau lưng em á. Nghe cái cục này nè, gớt xuống nè. Canh cái quả. Ừ. Ừ. Vòng vòng hết đó. Đâu? Tê quả. Nó gớt không? Nó gớt cái chỗ ngục ngay xuống luôn á. Tại bắn chết tốt mà. Ừ, giữa giữa luôn. Rồi, mất tiêu. Rồi vòng vòng hết đó. Cái chừng nó tẹp với màu của... Thấy không? Em nhìn đây. Đây. Ừ. Em đứng sao mà nhìn thẳng lên trời mà nhìn thấy cái cục đó. Nó núp nữa. Chết không? Chết mà, ừ. Rồi đừng con. Đi đi đi, đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Quá trời nè em ơi. Quá trời gai luôn rồi, trời ơi. Nó vô rồi mới phát hiện tôi vô đùm gai. Báo không. Được con. Chết. Rớt. Rớt liền để thôi vô lùm là tiêu. Trời ơi. Không liệu cái này muốn ăn được hay không vậy? Xin được nói chạy vô. Chết chiên chung nè. Rớt. Cá chung hay trời. Rồi vô hàng gia gái đúng rồi. Hai con. Tính như trời. Hai con. Chung hạng con em ơi. Tấn già bóng đều cái bắt được con rồi chung cu ví. Chết luôn hả? Ủa sao nó bay hay vậy? Ngáp ngáp rồi nè. Chung hạng con nè. Em vừa mới chạy cho ba bắn. Ôi. Bóng đều cái của cu ăn rồi. Bóng đều cái. Trời ơi. Thầy ơi. Tôi hú. Mẹ ơi trời. Trời ơi trời, tôi hú chà má luôn. Ê ê khoan. Đi luôn rồi. Thôi đi. Con tôi hú bài lại bài. Kìa anh diện tôi đen kìa. Để em con này đi em. Dứt đi em. Rớt. À đỉnh như trời. Nó bắn cái đá gỗ kìa anh ba. Vô kìa nguyên cái đá gỗ của nó. À đỉnh như trời. À chiều nó bắn ghê trời. Nhìn coi nè. Nhìn coi. Đây con cụ nè mọi người. Ba con. Ah!
già gặp béo nè nè. Nè anh em coi tôi nè. Chú qua lẹ cho con bắn con đi con. Đừng có bắn với em nuôi à. Tối nó ngủ đám lá này nè anh sao. Ừ, béo. Béo đen bạc liêu nhau. Bắn lại đi. Một con à. Rồi đi hết rồi đó. Vậy mà nó không chết trời. Còn con quá trời nguyên bầy luôn anh em ơi. Bể này khoảng 100 con đến ngàn con. Rồi đi. Cái con đó nó có cây cao. Có cây cao à. Khùng khùng thắng lại đừng pha cái bóc. Đỉnh mà. Rồi đi tiếp anh em ơi. Về tối rồi à, trùng mã trùng đỉnh thiệt trời. Thiệt đâu vừa cặp đi với em mà đâu vừa chung nó bắn mỗi cái luôn anh em ơi. Cù gốc nè thịt quá rồi cái né luôn né luôn né đạn luôn bắn đi đính còn nữa không? Ủa nãy dưới nước hả? Rồi hết rồi bỏ đi. Gặp ai? Chung quá hay. Tiếp. Nãy chung đỉnh như trời. Chút bụng người văng đuôi kìa. Bay qua đây luôn trời. Em gì vậy? Tung luôn chị ơi. Bập luôn không? Không không được. Bỏ vô chứ hồi. Chứ mà. Chung nè, chung lấy cái không cháy lợi nè. Chung này. Mấy này nó bắn trúng cù quá trời chim luôn rồi. Thôi về về đi, quá trời chim quá trời cù rồi. Về xịn hết trơn mấy con cù rồi. Về rồi nè, giờ mấy anh em YouTube đang review nè anh em. Sau một ngày đi bắn chim mệt mỏi thì mấy anh em mình chuẩn bị về bản tính nướng nhậu nè. Thì thành viên của mình đi là ngày hôm nay 2, 4, 6, mười mấy người nè. 11 người mà bắn được bao nhiêu nè. Thấy chưa. À, giờ nó đang theo không? Giờ chuẩn bị nhổ lông rồi mấy anh em mình về mấy chiến rồi nè. Một đàn cu. Đang cá luôn. Một bầy cu và một đàn cu. Bây giờ thì rồi để nó chụp hình đi. Rồi về. Rồi, anh em chụp hình là kỷ niệm nha về. Rồi cho cái cây này. Rồi thôi mình cũng kết thúc video nghe anh em. Anh em xem video có hay thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt. Rồi nãy vô. Chia sẻ cho anh em. Rồi chào tạm biệt anh em. Trời quá trời ná luôn ngồi ơi. Người cây thôi nha, đừng để hai cây vô nha. Có cây CNC kìa. Có cây CNC kìa. Đâu? CNC. Ờ cây đó giữ đó đúng rồi. CNC là tâm điểm đó. Sao ông ta không để dây dưới cây ná á? Ừ. Quá trời luôn em ơi, tao nói chim. Mấy con cá chắc lụm hết rồi. Không không, nó dính mã kìa. Rồi lấy dép đi. Rồi chụp hình đi, chụp hình đi, chụp hình đi. Nè, tôi lấy đây luôn nè. Trời ơi, nhầm gì đâu. Trời ơi, quá trời nay luôn rồi. Quay đèn lát mở lên phụ đi cho sáng trời. Đỉnh, có điểm, có điểm. Tâm 3, tâm 4 này ra, có ra số bù không? Sáng không anh? Sáng chứ, đây là chú bà gửi cho em. Anh chụp hình em, tất em xin tâm.
Nhổ lông đi chứ về chỗ không nhổ kịp. Rồi. Bây giờ nè, bây giờ có chụp hình lưu niệm gì không? Có luôn. Được rồi, quá trời luôn anh em ơi. Chụp hình về mấy con kim đi, làm một cái hình. Nè vô đi. Nè em đứng này nè. Nè. Căn nhà đang trống vậy nè. Em bấm nút này là chụp nè. Bấm này là chụp nè, lúc này nè. Chụp trống không? Thôi vô vô. Vô. Đây, vô đây. Rồi nha.